Thế Dũng xin chào các bạn. Thì hôm nay là một buổi ốp cà phê của quán ngốc 299 2 bit Nguyễn Hiền Minh Khai, phường Đa Cao, quận Nhất nha các bạn. Hôm nay họ tụ rất là nhiều siêu xe của các nhóm anh em tại Sài Gòn đến đây giao lưu với nhau. Thì đây là hội sở chính của Moto Tifong. Hôm nay bao gồm có anh em bên BMW Sala, anh em Sài Gòn Moto Show, anh em quận 9 và quận Tân Bình đến đắp like chung vui với tất cả mọi người, chia sẻ đam mê về xe. Và bây giờ Dũng mời các bạn xem qua các xe tại quán 299 ngày hôm nay. Thì đây là S1000R bản full carbon. Trên đây là các bạn ở bên Sala đang hướng dẫn anh Nghĩa chủ xe về các option và chức năng của con Carbon 2020. Đây là mẫu R1250. Đây là R80 BM R1. Rất là nhiều siêu xe nha các bạn. Mình có Ducati nữa nè. Và có cả tay ga phân khối lớn luôn các bạn. Rất là hấp dẫn. Bây giờ Dũng mời các bạn tham quan qua cái toàn cảnh ở cái quán 299 nha các bạn. Cái offline này sẽ thực hiện hàng tuần vào ngày thứ bảy. Nếu các bạn có nhu cầu đến, xin mời các bạn hãy đến giao lưu với anh em. Giới thiệu các bạn, đây là bạn Bách, chuyên về Goro nha các bạn. Shall we begin? Các bạn nào xem YouTube thì chắc là biết bạn idol này rồi nha các bạn. Bạn Bách có kênh YouTube. Let's begin now. Đây, bạn Bách đang bay Playcam mấy bạn. Hân hạnh hôm nay được mời bạn Bách đến đây giao lưu với lại Tifong. Hello bạn, đây là ai bạn? Rồi, bạn tự giới thiệu luôn đi bạn. Chào mọi người. Tên thôi. Mình tên Thành nha, Thành ốc đêm. Bạn Thành là kinh doanh về ốc ở hướng Bùng Hình Hàng Xanh nha bạn. Cũng là thành viên của Tifong luôn. Đây các bạn, thì bây giờ xe của các anh em đang đến với ốc 299 nè các bạn, để giao lưu. This is not a drill. Repeat, this is not a drill. Xin giới thiệu với các bạn, đây là anh Tuấn Tony, hội trưởng của Moto Tifong. Thì đây là quán ốc 299 của anh Tuấn, số 2 Bích Nguyễn Hiền Minh Khai, quận Nhất của anh Tuấn. Anh em gần xa đến đây ủng hộ nha, rất là đông vui. Anh Tuấn chào các bạn, anh Tuấn. Chào các bạn, hôm nay là mình thay chương quán cà phê buổi sáng để cho anh em Moto tập trung. Và sẽ thông báo một cái ngày. Trên room mình sẽ thông báo một ngày để anh em tập trung hết cà phê cùng với hội Moto Tifong và những cái hãng xe lớn ở miền Nam. Rồi, cảm ơn tới nhiều. Ok các bạn, thì anh em nên đến ủng hộ.
mình vừa ăn ốc vừa có thể ngắm siêu xe luôn và có thể chụp hình với xe luôn. Quán lúc nào cũng có siêu xe đẹp hết để các bạn chụp hình, có thể có những chiếc xe hot nhất của Việt Nam luôn. Xin mời các bạn đến đây để mà cho vui và trải nghiệm về xe. Oh, shall we begin? Let's begin now. Giới thiệu với bạn, đây là bạn idol G Nino, chuyên về buôn bán xe. Các bạn, đây là Nam Phương, hội trưởng bên Sài Gòn Motor Show các bạn. Anh em thì đây là ốc 299. Dũng giới thiệu sơ qua tí cho các bạn xem nha, là từ hướng bên cầu Hiền Nghè, mình nhìn bên tay phải của Dũng là sở thú Hồng Công Viên, mình đi tới cái cửa hông. Và đối diện cửa hông đó là ốc 299 2 bit của Hiền Minh Khai, quận nhất nha các bạn. This is not a drill. Tiếp theo bạn, đây là anh Kenley Tifon. Anh Kenley chào mọi người đi, anh Kenley. Is that all you got? Bạn nào mê R6 là phải biết bạn này nha. Giờ kiến lên, giờ kiến lên. Hello, hello, hello mọi người. Các bạn, hay bây giờ anh Tấn, hội trưởng Tifon sẽ chụp hình giao lưu với lại anh em BMW Sala nha các bạn. What a... Bây giờ Dũng xin mời các bạn cùng với Dũng vào bên trong tham quan qua cái upline của ngày hôm nay nha các bạn. Xin mời các bạn. Thì tất cả các bạn của các hội nhóm đã đến đây đông đủ rồi, rất là vui. Các bạn đến từ rất là sớm. Dũng giới thiệu thêm với các bạn, đây là cái dàn siêu xe của anh em Tifon. Giới thiệu thêm các bạn, đây là idol về tóc, phù thủy tóc. Đây là bạn Đức. Let's begin. Quán ốc mở vào buổi chiều, còn ban ngày thì sắp tới có những kế hoạch kinh doanh mới về kinh ẩm thực, có thể là các bạn đến lúc nào cũng được. Rất là welcome các bạn đến với ốc 299 2 bit của Hiền Minh Khai, phường Đa Cao, quận nhất. Chúng xin giới thiệu thêm với các bạn, đây là idol Kawasaki Phương Huy. Còn bạn này là bên BM Sala. Is that all you got? Let's begin.
đây là bạn Dũng Ghẹ quận 9. Các bạn có thể đến ngay ngã tư Thủ Đức để mà ủng hộ quán bánh canh ghẹ của bạn Dũng Ghẹ nha bạn. What a... Rồi giới thiệu với các bạn nha, thì đây là cá voi 2020 S1000RR. Thì Việt Nam chưa có đến 10 con, nhưng mà ở Tifon là đã có 4 con rồi các bạn. Thì gọi là hot của năm 2020. Shall we begin? This is not a drill. Hello anh Châu, hay bị tên anh Châu, phải anh Châu nói là đốt lốp lấy xe đi phải không? Các bạn nha, đây là anh Châu Tifon, sở hữu một con S1000RR 2020, thành viên Tifon. Rồi đây là bạn Tuấn, và đây là anh Hà. Hello anh Hà. Rồi hello anh em luôn. Đây là anh em quận 9 Phù Hỷ Tóc. Đây là bạn Dũng Ghẹ. Rồi với lại các anh em đây nữa. Ok. Hello. Cho lên YouTube hết nha bạn. Thay mặt Tony là hội trưởng của Photo Tifon cùng anh Phương là hội phó, một số anh chị em bên ban chấp hành và một số anh em bên ban chấp hành của Photo Tifon. Anh rất mong muốn mời tất cả các anh em photo ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh cùng anh em photo ở tất cả các tỉnh lân cận, cứ mỗi thứ bảy hàng tuần chúng ta sẽ có mặt ở đây để cùng với nhau giao lưu và cùng giao lưu với anh em photo Tifon, có được không ạ? Xin chân thành cảm ơn sự có mặt của anh em lần nữa rất nhiều. Tôi đây cũng nói gì rồi. Rất cảm ơn mọi người hôm nay đã tới tham dự cái buổi tiệc này. Rất cảm ơn bên Ben Đức cùng Ben Đức là photo rap. Cảm ơn anh em đã tới buổi cảm ơn mọi người. Xin cảm ơn em. Muốn nói gì mà đại diện của BM Group có muốn nói gì không ạ? Đại diện trên BM Group có muốn nói gì mà có điều thế hiện tại bây giờ á, cái phong trào anh em chơi photo sport á là đang nghe về BM Đức. Tôi không biết là đại diện BM Đức có đây không ạ? Đại diện BM Đức có chia sẻ một cái gì đó không ạ? Đại diện BM Đức đâu ạ? Các bạn có muốn nói gì không? Có muốn chia sẻ lời cảm ơn gì đó không? Alo. Dạ, em xin kính chào tất cả các anh chị
xin đại diện cho Yêu Đức Motorrad Sala hai gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các anh em có mặt ở đây ngày hôm nay. Thì em hy vọng là sắp tới sẽ có nhiều hơn những cái buổi offline cho anh chị và không chỉ ở đây mà còn trên những cung đường nữa. Rồi. Ok, Baby. Baby là một biker nữ cũng khá là nổi tiếng ở khu vực phía Nam và hình như là cũng khá nổi tiếng khu vực cả nước. Thì anh em mọi người ở đây hãy đa số là đứng ngoài đâu. Thì đầu tiên có một nữ biker chạy cũng sát số đó đúng không ạ? Em đại diện cho công an thông tin đúng không? Em có lời nói gì muốn chia sẻ cho em không? Dạ em qua sẽ được chào tất cả mấy anh ạ. Thì em cũng không phải đại diện cho Kawasaki gì đâu, nhưng mà em rất cảm ơn mấy anh đã sử dụng xe Kawasaki. Thì có những cái vấn đề gì liên quan tới Kawasaki thì cứ tìm em tất cả. Dạ xin cảm ơn anh rất nhiều, rất vui được biết mấy anh ạ. Nhưng mà tuy vui là vô một ông già 65 tuổi giữ đó được không? Anh cho anh em biết động lực nào để anh ra bơi. Anh 65 tuổi rồi à, anh là cả của anh em đi phun à, anh cho biết đi xíu để anh ơi làm sao mà tuổi dữ vậy này. Chào anh ơi. Rồi, xin chào các bạn nghe. Rồi, thực sự hôm nay em rất là vui khi gặp các anh em trẻ tuổi cùng một cái nỗi niềm đam mê, cùng một cái đam mê của tôi lớn. Thì chẳng anh Quốc có hỏi tôi là vì sao hôm nay mà như vậy. Thực sự là cái gì cũng vậy, đàn ông mình mà mê cái gì là ok cái đó thôi. Nên là chính tôi là tôi đam mê xe với tôi lớn và mô tô từ nhỏ thôi. Mà vì cơ máu cầm tiền cho nên không có thời gian. Bây giờ gần cuối đời rồi bắt đầu mới có điều kiện để chơi. Thôi tôi là ra chứ. Một vài năm chơi nào chơi lúc đó tất nhiên là anh em thì cũng rất là mong tôi cũng rất mong anh em nhưng mà trong quá trình chạy xe này thì cũng ráng gặp thể lực vui vẻ, lúc nào cũng yêu đời. Mình sẽ tự nhiên sẽ trẻ lâu và có sức khỏe. Thầy xin chúc anh em sức khỏe và tay lái càng em càng luộc và kỹ năng xử lý càng tốt. Rồi, cảm ơn các anh em. Cảm ơn lời chia sẻ của anh em. Tiếp theo thì tôi cũng xin giới thiệu với tất cả anh em, anh chị em ở đây. Ngoài cái nữ biker của Kawasaki còn có một nữ biker hiện tại bây giờ cũng đang làm mưa làm gió trên đường street của Đại Nam. Thầy mời em. Em tên là Hồng Anh. Cũng mới lên xe thôi, nhưng mà đang chạy rồi xấu. Thì có gì mong anh em giúp đỡ. Tại vì em chỉ mới chơi nên không có biết gì nhiều hết á. Nghe vì lên Đại Nam á thì phải là tại vì cô đó đã cạn được mũi tay cạn tay nên là coi chừng và được nghe lời nha. Thái độ là thua đó. Tiếp theo mời anh bên Sài Gòn Motor Show. Các anh chị em đã từng nghe đến Sài Gòn Motor Show rồi phải không? Hôm nay đại diện thì Sài Gòn Motor Show sẽ chia sẻ một số tin về cái hội của anh. Em là cái lúc nào thương thì hôm nay đã thấy thì thấy con chương trình gọi để cái bộ đó như vậy giúp anh em có thể làm tốt nhiều hơn rồi giúp anh em phát triển là cái thấy thì em thì phải chơi em thích chơi em chỉ có cà phê nói chung đi một cái con đường nữa rồi nhưng em chỉ giống như cái mắt được lên là gì thôi. Chúc anh Đức Ly là
cái cho vài lời phát biểu cái cảm ơn anh em quận chính đã có mặt ở đây nha. Mong anh em hôm nay có mặt ở đây thì chắc chỉ là dùng dạng và quảng cáo và báo cái tâm thu là
xin cảm ơn. Hỗ trợ và đồng hành bên Kaya, cảm ơn anh Trung Dũng, studio anh em nào có chụp hình cưới thì liên hệ với anh Trung Dũng. Còn anh em nào cần like thì liên hệ với Khâu Camera là cảm ơn mọi người. Cảm ơn anh em đã hỗ trợ các hình ảnh rất là đẹp. Anh Trung Dũng và Công Camera sẽ hỗ trợ cho Lai Quân đồng hành và làm nhà chương trình hàng tuần. Và cũng cảm ơn anh Thịnh Martin Tự Nguyễn. Anh em nào muốn chặt Martin hoặc là có hàng kém chặt Martin thì liên hệ với anh Tự Nguyễn. Quảng cáo dùng đây là kỹ luôn. Còn anh em nào muốn mua đồ nhập thì liên hệ với Lai Quân Bảo. Shall we begin? Let's begin now. This is not a drill. Repeat, this is not a drill. Is that all you got? Let's begin. Shall we begin? Let's begin now. Thank you.
chiếc này là độc nhất của ngày hôm nay. Hai thầy đồ dữ, đồ dữ. Hai thầy is not a drill. Repeat, this is not a drill.